Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nha, cho mình một like và đăng ký giùm đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok. Làm lại một ván đem bà tròn đi. Đấy, bây giờ đồ hơi bị thất bại. Xuống trước thôi đẹp. Ui, cả hai thành cũng đu theo một canh ấy. Ui, tắt ra con này một tí. Ui, thằng lồn cái người mày. Ấy, chết mẹ, bắn cái nón ba rồi. Khổ thiệt, mẹ nó nhìn vào đầu đóng ba rồi. Kìa, hướng 155. Một viên, hai viên. Nóc thì hết bơm rồi. Ôi, giờ còn bắn thính kìa. Đi, mẹ dưới cái tường. Tao vừa bắn đi. Phải cả liền. Vừa mới nhập được đây xong. Ba thằng nữa. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Mẹ súng đâu? Ui da, đéo có súng, quá cả liền. Ui da, đéo có súng luôn, căng vậy. Thiệt mày, thằng này lái cấp 8 của tao nè, tao biết ngay mà. Cái này lái cấp 8 của tao mà. Ok. Đấu thằng này là đại. Lê. Bò vô nhà, liệt mẹ mà đứng giữa đường, thằng nào dám cứu mày. Lê đó là đó. Ok. Chuồng ngựa, đây, phải chuồng ngựa. Chuồng ngựa boss này. Bà mẹ nó, boss. Ngồi đây, có người này. Ui, người. Đoàn trước mày tao này. Hướng 255 này. Đó, ok, còn bồ nó ngồi hướng 240 đây. Bồ nó hay gì vậy? Ui, nó bắn súng lục. Ôi, bà già nó. Pha đó mình tóc dữ quá. Ui dạ, đéo có mình báo nước rồi. Ui, thằng lồn mấy người mày. Ê, chết mẹ bắn cái nón ba rồi. Khổ thiệt, mẹ nó nhìn vào đầu nón ba rồi. Hello, Manh Hài nhớ xem live stream nhớ cho một. Vẫn còn chứ, boss đó không? Chạy qua không bên cạnh lúc này chờ lấy cái thính này. Có xe mà nó. Bay. Bị máy bay á, bị máy bay qua đây luôn, bị cái xe, bị xe đây nè, siêu xe này trước mặt luôn nè. Bà qua. Anh em trên YouTube mình mới ra một clip lúc 7 giờ nha, anh em cái gì ghé xem clip nha anh em. Chưa thấy ai nha. Có 8 rồi. Đấy, cái này chạy giữa đường này. Hướng 320 xuống tắt nó. Ui, xem tiếng cả người nha. Chờ quá, ra vô nhà rồi. Thánh này, bỏ đi. Đây. Lên thánh này. Sao thiệt là mặt một bắn thính mất tính. Ngon, lưng mày nha, ngon đất này. Bên đây trái xem lưng mày ấy. Hướng 95. Lúc gạt kìa.
A2 luôn hả? Ok ok ok. Nghe thấn xem rồi, nghe thấn để tôi hỏi mà đắp một thằng. Kìa, hướng 155. Một viên, wow. Hai viên. Nóc, dạ. Mày chạy lên đi, lấy xe đẩy lên. Ok, ngon. Tại đứng như này thấp quá, không gạt được. Thấy một nó phía tay phải, đang phía tay phải đang thêm thằng đang mới chạy. Phải á. Kìa, xe không phải, nhìn này đấy, phải một nó. Cứ 204 đang chạy xuống này. Một viên, ô hai viên. Vãi luôn, bắn lùi hai viên rồi. Xe còn nữa là hai viên vô đầu luôn á. Công thằng 220 đang bắn ca này. Thằng chắc mới lái xe trở lợn chạy vô á. Xe chạy nữa, hướng đất. Thằng bờ ơi. Đùng. Ăn là nó trong này nè. Đố sợ thôi. Ra đây nó thấy không? Trên sườn cao, núi cao. Núi cao mình hay đứng. Hai thằng, hé đúp. Tao thằng già với. Ui, có thằng bánh gần. Ui, trong này. Nó trên núi kìa. Ở trong này có một thằng. Trong nhà bên đây có một thằng. Trời ơi, cái thanh niên này nó bắn cứ ngậu yếm chỗ vậy ta. Hả, biết ngay trên này có thằng cam. Rồi, ngon rồi. 185, ui, chạy xe rồi. Hai thằng. Bỏ đi, lên xe. Nó chạy bộ rồi. Nó chạy bộ. Ừ, nó chạy bộ, đoạn chấm vàng á. Thì đầu hết rồi, man hai. Thằng kia nó mà cái đòi này xấu á. Là nó chạy bộ này xa rồi. Thì bắn đi. Đây, bắn nó. Ôi, trời ơi. Sao nó chạy vậy đó mà đéo nghe tiếng xe ta. Ôi. Dạ hả? Dạ, trong này là không còn thằng. Tầng mấy rồi? Tại biết nó chạy tầng mấy, tầng 1, nó vừa vào tầng 1 nhưng mà biết rồi. Tăng lụng xe đi. Bây giờ chạy bộ chết bà đi. Ngoài bò kìa. Mình ngoài bò. À, đánh dần bò xuống tay phải, tay trái ta nên đi tay phải đi, tay phải đi. Thôi có xe này, ui thẳng vô nhà này đi. Để tôi coi cái nhà nào đẹp ra. Nhà đây. Đây. Xe mình đã là tôi lái cái xe nè. Ui thẳng vô cái khu nhà đó đó. Đây. Cô đen hai. Trời ơi nhà này bánh. Ui má vừa thấy nó chưa kịp bánh. Chứ mày tao luôn nè, ngay bức tường này, lên khu bức tường này. Đấy, vô khu bức tường này đứng đẹp đấy. Tao đang cam cái nhà đỏ này. Nhà đỏ trong bò nè. Trong 29 là sao bấm. Quyền mời khói qua đường rồi nè. Lên cao luôn đi. Thì giờ hết bơm rồi. Đang... Ôi giờ còn bắn thính kìa. Đi mẹ giúp cái tường. Tao vừa bắn. Phải cả liền. Vừa mới nhập được đây xong. Ba thằng nữa. Còn một thằng lẻ đâu gần gấp cây đây này. Trước mặt tao sao á. Má tao đéo có được. Ai mà con slot bắn kích. Ok. Hai thằng chủ nhà. Chưa biết tầm mấy là mấy. Từ lên bảng cố lên. Bộ nó chạy ra luôn á. Canh canh với tường kìa. Hay dù thích á. Đứng ai kè đúng rồi. Chặn đúng rồi chặn đường.
Con thằng nó nhảy xuống nha. Nghe tiếng nó nhảy xuống biết liền nha. Ôi cái pha này thì chết xả vậy ta. Hay quá. Sợ. Ngồi cứu như thiệt. Ba à, bà bánh nhân hậu quả thân cuối hài bãi liền. Hai chục kêu. Hai thành. Anh em like và share ủng hộ nha anh em. Anh em bấm like và share ủng hộ nha anh em. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.